thầy giáo du hành vượt thời gian tới năm 3906 để lại biên niên sử của tương lai. Giáo viên Paul Amadeus Dienach sinh năm 1884 là người Thụy Sĩ gốc Áo. Ông đã có trải nghiệm du hành thời gian tới năm 3906 trong thời gian hôn mê suốt một năm. Sự việc này được ông viết lại trong nhật ký và giữ kín suốt nhiều năm. Paul giảng dạy tiếng Đức và tiếng Pháp trong một trường học. Vào năm 1917, ông được bác sĩ chẩn đoán mắc một căn bệnh bí ẩn có tên Encephalitis Lethargica, còn gọi là bệnh ngủ. Những người mắc bệnh này thường rơi vào tình trạng hôn mê trong một thời gian dài, có khi không bao giờ tỉnh dậy. Ban đầu, Paul rơi vào hôn mê chỉ trong vài phút rồi từ từ tăng lên nhiều ngày. Đến năm 1921, ông rơi vào tình trạng hôn mê trong suốt một năm. Trong khoảng thời gian đó, ông được điều trị tại một bệnh viện ở Zurich. Sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê kéo dài, Paul dần hồi phục và viết nhật ký về chuyến du hành thời gian của mình. Khi sắp qua đời, ông giao cuốn nhật ký cho học sinh Georgios Papachaziz và căn dặn dịch nó từ tiếng Đức sang Hy Lạp. Trong cuốn nhật ký, Paul kể rằng trong một năm hôn mê, ông đã có trải nghiệm du hành thời gian tới năm 3906. Tại đó, Paul đã nhập vào một người đàn ông có tên Andrew Northern. Những người ở thế giới tương lai đã kể cho ông nghe nhiều về những sự kiện lớn xảy ra trong khoảng thế kỷ 21 đến 39. Paul rất muốn biết những sự kiện quan trọng nào sẽ xảy ra trong thế kỷ 20 nhưng họ nhất quyết không nói. Họ giải thích nếu ông biết trước những điều sẽ xảy ra trong thời đại của mình thì sẽ có thể làm thay đổi tương lai của nhân loại. Dựa trên cuốn nhật ký của Paul, học trò Georgios đã cho xuất bản cuốn sách vào năm 1972 với tựa đề Biên niên sử của tương lai, câu chuyện kỳ lạ của Paul Amadeus Dienach.